Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy trộn tẩm ướp thực phẩm dạng lòng quay dạng phía. Máy này được chế tạo toàn bộ bằng inox 304, chuyên cho ngành thực phẩm. Mở nắp ra để mình cho sản phẩm vào trộn, bật máy cho lòng quay nó trộn. Nhờ kiểu trộn lòng quay dạng phía nên sản phẩm mình được khắc cung lên, trộn nhanh đều với bột gia vị. Quá trình trộn mình có thể kiểm tra sản phẩm nó đều không dễ dàng. Máy có chức năng quay thuận quay ngược, giúp đảo sản phẩm nó dễ dàng hơn. Sau khi trộn xong, kiểm tra sản phẩm đạt yêu cầu, mình bật cơ cấu cho cái lồng nó hạ xuống để đổ sản phẩm ra ngoài. Sau khi đổ liệu sản phẩm ra xong, mình bật cái cơ cấu đổ liệu cho cái lồng lật về vị trí ban đầu để tiếp tục chọn mẻ tiếp theo. Máy này dùng tẩm ướp thực phẩm rất phù hợp, nó trộn sản phẩm nhanh đều, đồng thời mà đều đẹp nữa.